Xin chào cả nhà nha. Hồi sáng anh em mình ở nhà có bắt được con vịt nè cả nhà. Vịt này thì anh em mình cũng có làm sạch rồi á. Đó. Trời trời, nguyên con vịt chà bá luôn. Trắng như cua môn luôn. Không, em đen rồi. Em đen hả? Bữa nay thì anh em mình làm cái món là vịt kho sả ớt nha. Mà kho sả ớt thì anh em mình ăn với cái rau muống này nè. Đó. Rau muống ăn chiều. Ở đây cũng có cái bắp chuối nữa. Rau muống với bắp chuối á, lát anh em mình sắc ra xong rồi cái trộn với giấm á, trộn giấm chua. Có đậu rồng nữa. Có đậu rồng nè. Ê, sáng mình cũng có hái thêm mấy trái đậu rồng. Bên đây Kumon đi nhổ mấy cái xả, Kumon nó nhổ luôn gốc luôn. Họ không có dao. Không, đi nhổ vài lần nữa là quen à. Mà nhổ có xin chưa vậy? Để lát về em xin sao? Để anh chặt cái con vịt ra. Mà vịt kho sả này sả nhiều ăn mới ngon. Vịt nó ú ha. Làm im nha. Bữa nay có làm móng kỹ chưa đó? Rồi kỹ rồi, anh nãy anh ngồi anh cắt rồi. Làm im đi. Làm im để anh chặt ra. Giờ nó hết chạy được rồi. Vịt này mình chặt cái nhỏ nhỏ ha. Kho cho nó thấm. Vừa ăn. Vịt này nè ha, mà mình kho gừng á hoặc là kho sả ớt rồi á, cái mình kèm thêm mấy cái như rau muống rồi á, bắp chuối, cái mình bóp giấm á, bóp giấm hoặc bóp với chanh cũng được nữa, sạch nồi cơm luôn ăn. Còn thôi như có mớ đậu rồng rồi á, cái mình ăn kèm vô. Thường mấy món kho rồi có rau sống đâu anh. Chờ em cái đùi nha. Rồi anh chờ cái này nè. Trời ơi. Hỏi cái đó lát chia làm hai đi. Đây rồi, rau muống là đậu rồng cũng treo. Lòng cháy nhỏ nhỏ vàng nó mới đã nè. Với họ hôm nay ít rồi á. Này sáng mình ra mình kiểu như mình mót lại á. Mình mót lại được mới như đây nè. Chặt con vịt này ra. Vịt thịt không anh? Ừ. Mở luôn á. Bữa nay Kumon mài cái dao bén nè. Thôi rồi. Rồi ở đây thì vịt anh em mình cũng có chặt ra nè cả nhà. Đó. Cái hai cái đùi này anh em mình để nguyên cái nha. Lát người cầm cái ăn cho đã. Hai đùi bự nha. Hai đùi bự. Giờ anh em mình niêm luôn nha. Ướp sẵn chứ. Đây mình cho đường đi. Với này bột ngọt. Mình cho thêm tí muối nè. Rồi, ở bên đây thì mình cũng có bầm xong mớ sả nè. Mình cho vô miếng nha. Em cho thêm tí ớt nữa. Vịt tôm. Vịt tôm à. Rồi lấy cái nó lên màu. Còn ở đây thì anh em mình ướp với cái nước màu dừa nha. Này vịt bự cho hơi nhiều. Chờ lát cái mình kho á, nó có cái màu lên. Em cho thêm tí nước mắm nữa cho nó thơm. Nguyên con vịt này nó bự ha mọi người. Đậy nắp lại lát lên đi anh. Không có đem cái nắp. Thôi lát anh cho cái này nè. Kumon biết ăn ngay cho cái mù câu nên Kumon làm cái mù câu sạch lắm. Thôi cái thẳng cái đầu mình chẻ làm đôi, lát cái đó mình chẻ làm đôi luôn đi. Hồi nãy anh bỏ cái quyết ở ngoài. Có cái nước màu vô cái nó vàng cái thịt vịt ha. Lên nào. Cái mấy cái mề anh em mình sắc ra hết luôn. Rồi, bây giờ cái này mình để đây đi nha. Để đây cho nó thấm. Thấm xong rồi lên cái anh em mình kho. Để anh
Bên đây thì mình cũng có lặt cái rau muống nè. Rau muống này thì ăn anh em mình thích ăn cái rau muống này hơn. Cái rau muống mọc ở dưới kinh á, còn thôi nó mọc ở ngoài cái chỗ mấy cái vũng nước mà nó kiểu như nó có nước á, rồi cái nó mọc rồi nó ỉ ỉ á, mọc nó tốt. Đó. Mấy cái cọng mà mọc dưới nước á. Anh em mình thích ăn cái rau muống này hơn. Với ở đây thì mình có nặn chanh vô. Chanh vô đằng lát cái mình sắc cái bắp chuối á. Và cái để bỏ vô cho nó không bị đen. Để anh sắc cái bắp chuối trước đi. Bắp chuối với cái rau muống thì tí nữa anh em mình trộn với giấm nha. Thôi ăn với thịt kho là nhức nách luôn à. Cái này thì bắp chuối chỗ anh em mình kêu là cái bắp chuối sáp. Cái bắp chuối sứ chứ. Chuối sáp thì nó mập hơn. Bắp chuối sáp của Mon ăn hết rồi. Nhà có mấy cây à? Nhà có mấy cây à? Hồi mốt chuối mà chuối hoài ăn nhiều. Rồi cây nào cây nấy rồi có hoài chuối á. Với trồng ngay trồng mấy năm rồi á. Cái kiểu chuối nó bị lão rồi. Trái nó cũng bự nhiều á. Đất bới rồi đất cặp mé mấy bà kinh rồi á. Ôi hoài mấy bà kinh á. Cái nào cây nấy mập ú à. Đen vậy cái mình bỏ vô cái cho vô cái thao này nó trắng nè. Nó bị đen bắp chuối. Cái rau muống này mà anh em mình đập như vậy nè cho nó lẹ nha. Còn không á mình để nguyên cọng mình bóp á cũng được nữa. Mình thấy vậy nó lát cái mình trộn nó dễ thấm nữa nè. Ừ. Cái này cái ngầm cái lát cái hồi cái nó dảnh lên nè. Cái rau muống này mà trộn với giấm vậy nè, cái mình nhớ á hồi mà còn nhỏ á, cái ăn mà cá kiểu cá lóc nướng á, cá lóc nướng xong cái mình làm cái nước mắm mà cay cay á, nước mắm chua ngọt cay cay á, có rau muống vậy là cái mình bóp với giấm á, ăn kèm cũng ngon nữa. Cá lóc mình nướng, nấu cơm xong rồi á, còn lửa than á, cái mình nướng, xỏ lụi qua cái cây dừa mình nướng. Cá lóc đồng mới ngon nha, thịt nó dai nữa. Nướng là hết sảy rồi. Thôi bữa nào anh em mình đi bắt loại kinh bắt cá lóc nữa đi. Để anh canh bữa nào mà nước sổ cống á. Có sổ cống mình mới bắt được lần. Sổ cái nó kiểu nó động nước cái nước nó vô ra động á, cái nó rút vô hang. Còn thôi nó cặp mấy bò á. Chưa bị chậu nấp á. Chưa đâu. Năm nay có anh, năm nay là anh em mình thấy cá lô kiến là không có. Có mà có ít con nó nhỏ, không có con bự. Trước cái gian ngứa còn dính mấy con mà nhỏ nhỏ. Mà đó nhiều anh con nào mò hang là đụng mấy con bự. Tới cái mùa này là cá lô kiến nhiều mà sao năm nay cái cá lô kiến năm nay không thấy. Qua mon qua bắt giùm anh cái bếp mon. Dạ. Để anh đập này cho. Anh em mình cho thịt vịt vô luôn nha. Hết vô luôn. Hôm nay lửa nó táp ra ngoài nha. Nó đổi hướng rồi. Đừng nhét. Thịt vịt này thì anh em mình xào cho nó săn á. Anh em mình cho tí nước vô. Nó có nước mắm với nước thơm ha. Ừ. Rồi anh em mình cho thêm cái mớ xả nãy vô hết luôn nha. Quá nhiều nó. Cho con gà vô luôn. Thôi gà này vô không được, nằm đây luôn rồi. Dính chậu luôn rồi. Cái này còn thiếu xả nữa, xả nữa nó mới ngon. Vịt này nó bự á. Nó tháp à. Mình đi săn rồi hết kìa. Ui nhìn hấp dẫn không cô mua. Cái đùi là thấy hấp dẫn rồi đó. Lửa nó tháp á. Rồi để anh em mình cho nước vô nha.
mình cho nước lên nó sắp sắp mặt vậy nè, cái rồi mình nấu cạn hết. Tí nữa rồi cái anh em mình nêm lại nha. Ở đây thì anh em mình cũng có đem theo cái chai giấm nè, cái này giấm nhà nuôi nha cả nhà. Đó. Vì nó cũng không có chua bao nhiêu á. Dạ anh em mình cho ra cái tô rồi đi. Cho nó hơi nhiều nhiều. Còn mấy cái cọn của con giấm không ạ? Hả? Màu trắng trắng. Ừ. Hôm nay thì anh em mình bóp với giấm mà chua chua mà ngọt nha. Này mình cho đường vô luôn đi. Mà có giấm xài mình xài bằng giấm thì nó thơm á anh. Ừ. Nó thơm. Rồi mà không có giấm thì mình làm bằng chanh á. Được. Có giấm thì nó ngon. Cái này anh em mình trộn trước nha. Rồi chừng nào cho nó thịt chín nè. Là dừa luôn á. Mấy cái rau nó thấm dừa. Đem trộn rồi cho nó tan cái đường nè. À, bên này cũng có mới gạch tôm mà cả nhà. Hát trộn vô luôn. Cho nó cho muốn xanh rồi phải gạch tôm vô đỏ đỏ nữa. Rau muống với cái bắp chuối anh em mình ngâm vô bắp chuối nó còn trắng nõn ha. Dạ. Cái còn rau muống thì nó dảnh lên. Dảnh. Rồi, để anh em mình trộn vô luôn nha. Để anh trộn lên. Thao. Thao vậy chứ mình trộn lát cái nó xịp xuống bớt. Nó ngọt quá à. Rồi, để đây mình cho tỏi với ớt vô luôn nha. Cho nó cay nó ngon á. Trời ơi. Mình hết luôn. Cái thao thì nó hơi nhỏ một tí nha. Cái rau muống kình nó ngon, nó ăn nó giòn nữa, nó có thêm cái vị mà nó ngọt á, và giòn kèm theo giòn nó ngon, nhầm nó muống với kình nó non nữa. À, khúc cái kình ngay chỗ anh em mình quay á là lúc rài hết rồi. Dịch chạy đồng á, nó chạy ngang là không còn cọng. Không còn cái lá luôn. Mấy rau muống này anh em mình hái ở sau nhà. Còn mấy kinh lớn giờ cũng xịt thuốc á, không có. Xem thử cái gì rồi chứ. Ôi, như vậy. Khó xử không mà. Trộn kiểu này ha, mà anh nhớ có cái kiểu mà ốc bu á. Có bu mình lễ ra xong là cái lên mình xào sơn cái trộn đi chung tụi. Thứ gì mà chịu nổi, còn thêm mớ ốc bu xào xả ớt nữa anh. Kho xả ớt chứ. Mình cái lâu lâu á, vài bữa cái mình với cu Mon đi bắt ốc bu. Về cái mình trộn với bắp chuối nè, nó muốn rồi. Kèm vô ăn, ôi ôi sạch cơm luôn. Nói chứ ốc bu nó nhiều mà ăn ngon. Rồi cái này bây giờ mình để đây nha, mình qua mình coi cái nồi thịt nha. Ôi cái nồi thịt nó ngon. Em nhìn thử. Em cho tí nước mắm vô. Cái này mình cho thêm miếng bột ngọt nữa nha. Tí muối nha. Nó hơi lẹt á. Cái thịt này mình niêm cho nó hơi cứng tí á, đặng tí nữa mình ăn rau hay rau muống. Cái này mình không có rau muống, mình không có niêm nước mắm. Ừ. Thứ mọi người. Thứ gì mà chịu nổi. Để cho nó sắc xuống tí xíu nữa đi. Mấy cái đồ em đâu mất tiêu hết rồi. Nằm dưới á. Rồi bây giờ anh em mình cho ra dĩa nha cả nhà. Đó, nhìn đẹp một. Ôi. Hấp dẫn ghê chưa. Đem cho ra dĩa ha. Ồ, ôi. Thịt vịt là phải cho ra dĩa con gà mới chịu. Đem múc nước á, để lát mình chấm nữa. Còn hai cái đùi đó. Để ra em cho cái miếng huyết nè.
hết sảy luôn. Trời, mất tiêu mấy cái mề rồi. Trời. Nãy giờ cu Mon có ngồi ở đây không vậy? Có. Mình chắc nó lộn chui đâu. Rồi, giờ để anh em mình lên ăn cơm nha. Anh em mình cũng có cho ra cái dĩa rồi nè. Đó. Với ở đây thì rau muống với bắp chuối á, mình bắp giấm nha. Bắp giấm chua ngọt. Với bên đây có mấy trái đậu lòng sống nữa nè. Rồi thêm mấy trái ớt nữa đó, mình ăn kèm. Sao con tôm nó nhảy lên đây rồi. Anh mới thả lên đó. Ở đây thì anh em mình ăn cơm ngoài đồng nha. Đó. Này đi ha. Trong đây ăn thịt vịt không phải vịt kêu quá trời. Vịt kêu quá. Mời cả nhà nha. Cái hồi nãy á, mình bắp giấm với rau muống bắp giấm á, ăn thử miếng nó ngon. Ngồi chấm vô đây nè, cái nó chấm vô cái nó vừa mà nó thơm cái mùi xả á, chua chua ngọt ngọt với cái này nêm nó vừa á, để anh em mình ăn á. Hết sảy luôn ha anh. Hết sảy luôn, anh em mình ăn thì hơi mặn tí nha cả nhà. Để này mình chấm rau nữa mà. Nó giòn ghê luôn á. Là muốn nó non nữa. Làm cái hết nửa con tôm luôn kìa. Rồi anh làm củ thịt nè, nó thường thường ha, mà kho xả vậy nè, kiếm có mớ đồ sống sống á, như rau sống, đậu rồng rồi với rau muống rồi á. Rau muống mình không bóp giấm mà mình để ăn sống luôn cũng được. Có ngon không? Đậu rồng nó non trẹo luôn. Hai mấy trái nhỏ nhỏ. Lỏng mềm nè. Trời ơi. Nó bụng chưa cơ mà? Đói nãy giờ bụng kêu rồi. Anh em mình quay á, vô ăn cái mỗi một cái người cầm máy quay để quay cái món ăn cho nó rõ một tí á. Rồi xong cái anh em mình vô ăn một lượt luôn nha. Ron cơm không? Dạ. Hết sảy. Thưởng thức thôi. Mà để em làm cục thịt nè. Xin mời cả nhà nha. Bữa nay không có bị cứng rồi mà. Dạ. Gẹo cu Mon vàng. Hôm cu Mon ăn cái đùi gà. Nó cứng á, nó còn dai á. Anh nêm vừa không? Dạ. Trời, cái là muốn của anh nè, bắp giấm ngon mà. Hết sảy luôn. Em muốn nó giòn. Nó mở con vịt ra. Vịt nó ra nó nhiều mỡ. Mỡ ngon. Ăn cho nè. Đó. Cái dùi. Cầm ăn cho đã. Trời ơi. Anh phải ăn cái mề. Cái dùi bự một cái nha. Ôi. Thôi không quên. Bữa nay chắc sạch cái dĩa rau muống trước quá. Mấy con vịt nãy thấy đi vô đây sao giờ nó chạy quậy hết rồi.
vịt này ha, ở nhà hồi nhỏ mình cũng có nuôi nữa. Nuôi xong cái cho mà ăn bằng chuối cây á, mỗi lần có chuối cây cái ra ngoài đò mấy cái đầu kinh á, chặt về cho nó ăn bằm. Giờ thì nhà trồng quá trời. Có thiệt không? Tối anh em mình đi cắm câu á, cái thấy mấy cây chuối mà chặt hoài rồi á, mà chặt xuống ngã anh em mình vác về nữa. Đi dành bầm cho nó ăn. Nuôi mà ha, nuôi chừng 20 con thôi, 20 đến 30 con á, trời ơi, bầm mà bầm mỏi tay luôn á. Nó ăn á, ăn nhiều. Mình đi bắt ốc bu. Mà chỗ nào mà có vịt là đâu muốn không giờ lên nổi. Nói ra là nó rỉa trụi mấy cái lá luôn. Hôm nay vịt chạy động đi ngang qua kinh này là trời ơi, đi ngang một cái là từ lũi hết luôn. Cumon lùa đi ngang hay gì phải không? Nó bơi ngang á. Bơi ngang. Nó đi du lịch ngang. Có xả vừa thơm không? Thấy món này xả càng nhiều càng ngon. Bếp cơm nha. Không, anh cho cái mề mà. Ôi, trời ơi, sao bữa nay cái mề có chút xíu rồi. Nãy anh cắt ra. Cái mề anh cắt ra làm 4 người hai cái. Để lấy cái kia em cắt ra. Đây em cho anh cái mề nè. Ôi, nãy giờ anh ăn 3 cái rồi á. Em mới ăn cúp vừa rồi. Cái này cái thứ tư nè. Còn cô Mon ăn mề đấy, mề ngoài kia á. Trời. Nói lát nó chạy rộng hết luôn bây giờ. Cái này mình chỉ cần dĩa rau thôi, với gần 2-3 cục hạch với nước à. Chấm ăn ngon dữ dằn. Cái này vịt tơ, thịt nó không có dai. Nó vừa ăn. Cái mù câu rồi. Nó sớm rồi. Nó sớm. Ăn em cháu rồi. Gẹo Rumon cái mù câu. Cái phao câu á, Rumon là hồi nhà, hồi đó đâu có biết ăn đâu. Đi theo mình tập cho ăn cái phao câu luôn. Thật không? Biết ăn ăn ngon. Con vịt mà ăn cái phao câu với cái đầu là hết á. Hết một con. Thì hai cái cánh nữa. Nói cái lát nó chạy trống hết luôn rồi kìa. Nó chạy ra hết rồi, nó chạy rỗng hết rồi. Nãy nhỏ đang chạy ở đây rồi. Bưng cái nồi thịt qua cái nhỏ quay đầu luôn.
Hồi nãy ai bưng cái nồi thịt vịt, cua mò anh bưng chứ ai bưng. Cái thằng ăn cái cánh mà còn món còn tôm nào. Thôi tới đây anh em mình cũng xin kết thúc video đây nha, rồi hẹn gặp ở nhà video tiếp theo, tạm biệt cả nhà, nhớ like chia sẻ cả nhà.